Jenny xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình Việt Mỹ. Jenny sẽ trở lại bằng phần điểm tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức, chương trình điểm tin Hoa Kỳ. Dự luật mới yêu cầu tài xế Uber và Lyft hãy cài đặt bảng hiệu trên cửa sổ sau cái chết của một nữ sinh. Theo tin từ CBS News, cơ quan lập pháp South Carolina, gọi tắt là SCL, vừa giới thiệu một dự luật mới yêu cầu các tài xế Uber và Lyft cài đặt một bảng hiệu phát sáng trên cửa sổ xe của họ. Dân biểu Seth Rowe cho biết dự luật này được đưa ra sau cái chết của nữ sinh 21 tuổi Samantha Josephson, người bị giết sau khi lên chiếc xe mà cô nghĩ là chiếc Uber mà cô đã gọi. Theo CBS, dự luật cũng được đặt tên cô, gọi là Samantha L. Josephson, Ride Sharing Safety Act, vào thứ Tư 3 tháng 4. Các thành viên Hạ viện thuộc SCL được dự kiến sẽ tranh luận về dự luật mới này. Vào sáng hôm thứ Sáu 29 tháng 3, cô Josephson bị sát hại sau khi về nhà từ một bữa tiệc. Cảnh sát thành phố Columbia tin rằng nạn nhân đã gọi Uber để về nhà, nhưng lại nhầm lẫn khi bước lên chiếc xe của nghi can 24 tuổi Nathaniel David Rowland. Vào thứ Bảy 30 tháng 3, Rowland bị bắt sau khi cảnh sát chặn xe của anh vì phát hiện chiếc xe khớp với hình ảnh của camera an ninh. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Columbia, ông Skip Holbrook cho biết máu của cô Jefferson được phát hiện trên ghế sau và cốp xe của nghi can, cùng với điện thoại di động của cô. Bên cạnh đó, trên xe còn có thuốc tẩy, chất tẩy, rửa cửa sổ và khăn giấy ướt. Theo CBS, anh Roland bị buộc tội giết người và bắt cóc, thưa quý vị. Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện yêu cầu Sở Thuế vụ cung cấp bản khai thuế của Tổng thống Trump. Theo tin từ Reuters vào hôm thứ Tư 3 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Richard New đã yêu cầu Sở Thuế vụ IRS cung cấp bản khai thuế cá nhân và công ty của Tổng thống Trump. Hành động này được dự kiến sẽ dẫn đến một cuộc chiến pháp lý kéo dài với Tòa Bạch Ốc. Theo Reuters, yêu cầu của ông Neal được gửi cho Chủ tịch Sở Thuế vụ, ông Charles Rettig, thông qua một bức thư, và yêu cầu này được các dân biểu dân chủ tại Hạ viện xem là bước đầu tiên quan trọng đối với việc giám sát thuế thu nhập và mạng lưới kinh doanh của Tổng thống Trump. Một số nhà lập pháp tin rằng bản khai thuế của Tổng thống có những xung đột về lợi ích và có khả năng vi phạm luật thuế. Trong một tuyên bố, ông Neal nhấn mạnh điều quan trọng là phải bảo đảm được trách nhiệm giải trình của chính phủ và các viên chức. Theo ông, để duy trì lòng tin vào nền dân chủ, người dân Hoa Kỳ cần được bảo đảm rằng chính phủ hoạt động đúng luật. Trước đó, Tổng thống Trump từ chối công khai các tài liệu thuế, thưa quý vị. Hoa Kỳ dùng hệ thống gián điệp mật để điều tra tập đoàn Huawei. Giới chức Hoa Kỳ sử dụng hệ thống gián điệp mật để thu thập thông tin liên quan đến tập đoàn công nghệ Huawei, phục vụ cho cuộc điều tra nhắm vào nhà sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc. Các công tố viên cho biết là hôm 4 tháng 4, trong một phiên điều trần trước tòa án liên bang tại Brooklyn, New York, trợ lý công tố viên liên bang Alex Solomon cho biết các bằng chứng thu thập được thông qua đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, gọi tắt là FISA, cần được xử lý một cách bí mật. Chính quyền Mỹ thông báo cho phía Huawei rằng Washington dự định sử dụng những thông tin được thu thập trích xuất từ hệ thống giám sát điện tử cũng như các cuộc lục soát, cũng không nói thêm chi tiết. Thời gian vừa qua, Hoa Kỳ vẫn đang gây áp lực buộc các quốc gia khác từ bỏ các chương trình hợp tác với Huawei, lo sợ rằng các sản phẩm viễn thông của tập đoàn này là công cụ để Bắc Kinh tiến hành do thám. Phía Huawei cho biết những cáo buộc này là không có cơ sở. Ông Brian Frey là một cựu công tố viên liên bang, người không trực tiếp tham gia vào vụ xử Huawei, cho biết người ta chỉ có thể thu thập thông tin từ chương trình FISA trong trường hợp có trác của một tòa án đặc biệt nhằm điều tra các vụ án gián điệp. Thông thường, cơ quan điều tra chỉ có được những thông tin tình báo thông qua tòa án FISA nếu họ nghi ngờ ai đó đang làm gián điệp cho ngoại bang. Ông Frey nói, chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về việc tập đoàn Huawei làm gián điệp từ nhiều năm nay. Hồi tháng trước, hãng tin Reuters đã miêu tả chi tiết cách thức giới chức Hoa Kỳ bí mật theo dõi các hoạt động của Huawei bằng cách thu thập các thông tin lấy được từ các thiết bị điện tử cầm tay mà các quan chức của tập đoàn này mang theo khi tới các sân bay, thưa quý vị. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi trừng phạt Trung Cộng vì vi phạm nhân quyền của người thiểu số Hồi giáo, thưa quý vị. Hôm thứ Tư 3 tháng 4, một nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump vì đã không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Trung Cộng về cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo của nước này.
đồng thời kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản và các công ty Trung Cộng. Một bức thư gửi đến các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump với chữ ký của hơn 40 nhà lập pháp cho biết các hành động của Trung Cộng tại khu vực Tân Cương phía Tây có thể cấu thành tội ác chống lại loài người và thúc giục việc Hoa Kỳ kiểm soát xuất cảng kỹ thuật chặt chẽ hơn để bảo đảm rằng các công ty Hoa Kỳ không hỗ trợ chính phủ Trung Cộng đàn áp người dân nơi đây. Bên cạnh đó, thì họ còn yêu cầu chính phủ Trump tăng cường yêu cầu các công ty Trung Cộng đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ phải công khai tài chính nhằm khuyến cáo các nhà đầu tư Hoa Kỳ về sự hiện diện của các công ty có liên quan đến việc lạm dụng nhân quyền. Đặc biệt, bức thư này đã trích dẫn hai công ty HipVision và Dahua Technologies là các công ty sản xuất các thiết bị nghe nhìn có thể được sử dụng để giám sát, thưa quý vị. Thất vọng vì không thể tài trợ đầy đủ để xây tường biên giới, Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ tăng cường trục xuất người di dân. Theo tin từ Reuters, chính quyền Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ đang tái xem xét chính sách di dân vì không thể tài trợ đầy đủ để xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ. Mexico, theo những nhà lập pháp và ủng hộ di dân, trong một nỗ lực chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của Đảng Dân Chủ. Đảng Cộng hòa đang muốn việc trục xuất người di dân Guatemala, El Salvador và Honduras trở nên nhanh chóng và dễ dàng như việc trục xuất những di dân không có giấy tờ đến từ Mexico hoặc là Canada. Hành động này đồng nghĩa với việc thay đổi luật tị nạn của Hoa Kỳ một cách sâu rộng. Những người ủng hộ di dân đưa ra lời khuyến cáo rằng kế hoạch nói trên của Đảng Cộng hòa có thể dẫn đến việc những đứa trẻ bị áp bức phải trở về những nước Trung Mỹ nguy hiểm. Vào hôm thứ Tư, 3 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham cho biết kế hoạch này chắc chắn sẽ gặp sự phản đối của Đảng Dân Chủ, nhưng nó sẽ có nhiều cơ hội được phê duyệt hơn nếu cả hai đảng thương lượng và thêm vào một dự luật được Đảng Dân Chủ ủng hộ, thưa quý vị. Các cửa tiệm và giao thông tại biên giới Mexico-Hoa Kỳ vất vả trước lời đe dọa đóng cửa của Tổng thống Trump. Vào hôm thứ Tư, 3 tháng 4, xe cộ bị kẹt cứng trên đường và một số cửa hàng đã thông báo về việc bị sụt giảm khách hàng ở các thị trấn biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Theo Reuters, lượng người tầm trú gia tăng đột biến đã làm chậm các trạm kiểm soát, đồng thời nguy cơ đóng cửa biên giới cũng khiến khách hàng không dám đến mua sắm. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa đóng cửa biên giới hoặc là một phần biên giới, đồng thời cho biết rằng Quốc hội có thể ngăn chặn việc đóng cửa này bằng cách thay đổi luật pháp để sửa chữa những lỗ hổng trong chính sách di trú. Các giám đốc công ty ở cả hai bên biên giới đã bày tỏ sự phản đối lời đe dọa này và cho rằng việc đóng cửa sẽ gây thiệt hại chuỗi cung ứng và 1.7 tỷ Mỹ kim trong giao dịch hàng ngày tại một số điểm giao thương giữa hai quốc gia. Quyết định của Washington trong việc chuyển khoảng 750 nhân viên biên giới từ khâu kiểm soát thương mại sang vấn đề di trú đã gây ra sự chậm trễ lâu dài cho việc giao thông xuyên biên giới. Tuy nhiên, vào hôm thứ Tư, Tổng thống Mexico lại cho biết rằng không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra ở biên giới và chính phủ đã liên lạc với chính quyền Hoa Kỳ để giữ cho biên giới mở cửa, thưa quý vị. Luật cấm người ăn xin bị bác bỏ vì bị cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Vào đầu tuần này, Tòa Liên bang đã bác bỏ đạo luật cấm người ăn xin của một thành phố ở Arkansas vì cho rằng việc người ăn xin đứng ở các ngã tư, đến gần các xe hơi và đưa tay xin tiền là một dạng cử chỉ giao tiếp được bảo vệ bởi tù chính án số 1, tức là quyền tự do ngôn luận. Vào năm 2016, để đối phó với việc người ăn xin xuất hiện quá nhiều tại các ngã tư, thành phố Hot Springs của Arkansas đã ra lệnh cấm việc xin tiền trên đường hoặc tại các lối đi phân chia giữa hai chiều xe. Sau khi bị kiện bởi tổ chức nhân quyền ACLU, thành phố Hot Springs hủy bỏ lệnh cấm. Đến năm 2017, thành phố lại ban hành một quy định khác, không nhắc đến việc xin tiền, nhưng cấm người đi bộ và người lái xe có cử chỉ giao tiếp trong lúc xe vẫn nổ máy trên một con đường công cộng. Tuy nhiên, trong phán quyết vào thứ Hai, 1 tháng 4, thẩm phán Robert Dawson viết rằng các cử chỉ giao tiếp có thể truyền đạt tình yêu, sự đồng cảm, sự ghét bỏ và rất nhiều cảm xúc khác. Tất cả mọi người ở mọi nơi đều thường xuyên có các giao tiếp phi ngôn ngữ mà thậm chí chính họ cũng không nhận ra. Do đó, việc cấm cử chỉ giao tiếp giữa người đi bộ và người trong xe hơi là hạn chế quyền tự do ngôn luận, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng ta xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.